Quý vị đang quay lại với vòng chung kết đầu tiên của chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khi đến với chương trình, có những thí sinh có ước mơ rằng sẽ được lên TV, nhưng không ngờ không những được lên TV mà còn chiếm cảm tình được hàng triệu triệu con tim của quý vị khán giả và đã có mặt trong vòng chung kết. Đó là chàng luật sư tập sự Trần Hữu Kiên. Khi đi thi thì ước mơ nó đơn giản thôi, thì được lên TV nữa hay là hát một lần cho người ta thích nhé. Một tiết mục mà tôi bất ngờ nhất trong ngày hôm nay. À, khi mình đạt được cái mà mình đã ước mơ rồi, mình rất là vui và hạnh phúc. Làm quá giỏi quá tài. Trần Hữu Kiên. Nó nằm ngoài cái khả năng dự đoán của mình, nó làm cho mình nó phấn đấu hơn và có nhiều cái năng lượng để tiếp tục những bước đường tiếp theo. Một cái giọng hát thiên bẩm, tôi thấy ở Kiên có một tố chất, có một tài năng thực sự. Mặc dù là rất là tự tin, tuy nhiên là mỗi lần ra sân khấu là rất là hồi hộp. Đây đúng là nơi để mình thể hiện được cái ước mơ của mình. À, không những trong việc ca hát mà trong cả ngành nghề luật của mình nữa. Từ cái cuộc thi này thì nhiều người biết đến mình hơn. Từ đấy thì làm cái ước mơ của mình nó trở nên lớn hơn, trở lớn dần theo cái từng cái ngày thi một. Và mình hy vọng rằng là từ đây thì có thể là một bước ngoặt trong cuộc sống, trong cuộc đời và cũng là có những cái định hướng cho tương lai nó tốt hơn. Sài Gòn mới. Thưa quý vị, chúng ta không ngờ một bài nhạc nhẹ đã được hòa âm phối khí để trở thành một bài hát như một bài cổ điển, để mang lại một không khí mới trong chương trình rất đặc biệt ngày hôm nay. Xin mời giám khảo Huy Tuấn. Tôi nghĩ đây là một cái sự lựa chọn rất bất ngờ nhưng cũng rất là khôn ngoan của bạn. Bạn đã biến một cái bài hát nhạc pop
thành một cái bài hát rất là sang trọng. Và tất nhiên là phải cảm ơn nhạc sĩ Đức Chí với một cái phần phối khí rất là tuyệt vời. Và tôi ngoài cái việc mà có một số chỗ bạn đã vào chệch nhịp ấy, thì tôi nghĩ là do cái cảm xúc của bạn quá hồi hộp. Tuy nhiên thì với một cái phần trình diễn của bạn, tôi nghĩ rằng bạn đã biến cái bài hát này trở nên kinh điển hơn. Và sắp tới tôi nghĩ rằng bạn cũng sẽ phải bỏ cái nghề luật sư để bước chân vào giới showbiz. Xin mời giám khảo Thúy Hạnh. Ok, hôm nay mang lại rất nhiều bất ngờ cho riêng bản thân tôi và tôi nghĩ cho tất cả mọi người nữa. Bất ngờ từ hình thức, cậu luật sư tập sự hôm nay đẹp trai quá. Và bất ngờ kể cả cách chọn ca khúc của Kiên nữa. Rõ ràng với cách chọn ca khúc này của Kiên thì sẽ không chỉ là khán giả đâu mà rất nhiều ca sĩ đã từng hát ca khúc này phải bất ngờ với Kiên. Và cũng như anh Huy Tuấn nói, hôm nay là một sự chọn lựa khôn ngoan của Kiên. Và đây cũng là phần thi trong 4 tiết mục hát ngày hôm nay mà tôi thấy ưng ý nhất. Chúc mừng bạn. Giám khảo Thành Lộc ạ. Tôi nói từ tướng số chút xíu nha. Những cái người mà có cái nốt ruồi ở trên này nè. Thì bởi vì bạn làm nghề luật sư cho nên tôi mới nói là quá ra cái người mà có cái nốt ruồi trên đây chẳng những nói hay, cãi hay mà còn hát hay nữa. Xin cảm ơn bạn tướng số Thành Lộc. Bạn còn có một cái khả năng nữa là bạn chút xíu đó thôi là bạn giết cả cái dàn nhạc người ta rồi. Vì bạn quên lời đúng không? Nhìn làm hùi quá cái hơi. Nhưng mà dàn nhạc và đặc biệt nhạc trưởng Đức Trí đã cứu bạn trong gang tấc ngay vào phút 89. Cho nên tôi nghĩ là trước tiên là tôi thấy là dàn nhạc là được vô chung kết rồi đó. Dân, cái sự lựa chọn bài hát này của bạn làm cho tôi rất là xúc động. Tôi rất là bất ngờ. Một bài hát nhạc pop, nhạc nhẹ thôi mà qua cái cách trình diễn của bạn với một cái dòng nhạc mà bạn đã từng ước mơ và đeo đuổi, opera, thì nó trở nên sang trọng đúng như nhạc sĩ Huy Tuấn đã nói. Và nó gây cho tôi một cái cảm xúc rất là dạt dào. Đặc biệt, tôi thấy thường thường thôi là các nghệ sĩ hát opera thường là hát có rõ lời, nhưng mà bạn hát rất rõ lời, cho nên cái sức biểu cảm của bạn nó truyền đến cho người nghe, nó từng lời một nó vào được trái tim của mọi người, trong khi bạn là một người không chuyên về ca hát. Đây là một sự thành công lớn. Giống như hai vị giám khảo này, tôi cho đây là phần thi hát hay nhất trong đêm chung kết hôm nay. Em ơi, nếu vào vòng gala thế thì chúng tôi bị mất đi một luật sư và có thêm một ca sĩ, có phải điều đó là sự thật không ạ? Cái này thì thật sự thì trong đầu em chưa nghĩ rằng là em sẽ theo con đường ca hát. Nhưng em nghĩ rằng cuộc sống thì cái gì hoàn hảo tốt vẫn là tốt nhất. Em vẫn muốn kết hợp giữa nghề luật sư và nghề hát. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, hãy bình chọn cho thí sinh chúng ta chọn 6 và gửi về tổng đài 6389 quý vị nha. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ quay lại ngay sau đây.